vào ngày đông, lẩu là lựa chọn của nhiều gia đình. Bên cạnh các món lẩu nước thông thường như lẩu gà, cá, thì có một món ăn rất độc đáo, biến tấu từ món lẩu truyền thống, đó là lẩu cháo. Lẩu cháo có thể kết hợp với nhiều loại nguyên liệu khác nhau, trong đó lẩu cháo cá quả là món ăn ngon và có giá trị dinh dưỡng cao. Với những nguyên liệu dễ tìm cùng cách chế biến đơn giản, các bà nội trợ có thể chế biến món ăn này tại nhà. Tuy nhiên, để có được món ăn ngon và an toàn cũng cần có những lưu ý riêng. Vâng, thưa các bạn, tiếp tục gặp lại đầu bếp Trần Hữu Độ của quán nhà ta. Ngày hôm nay thì đầu bếp Trần Hữu Độ sẽ hướng dẫn đến các bạn cách chế biến một món ăn rất là đặc biệt, đó là món lẩu cháo cá quả. Xin chào anh ạ. Anh có thể giới thiệu trước cho quý vị khán giả biết là cái món lẩu cháo cá quả này thì cái nét đặc trưng của nó là gì và vì sao mà nó lại thơm ngon và được nhiều thực khách lựa chọn như thế ạ? Sau những ngày mùa đông này thì trong một cái không gian mà rất là yên ấm ở đây, chúng ta làm một nồi lẩu cá quả thì cảm thấy là nó rất là thanh và thơm của cá quả đồng ấy. Là cá quả rất là thanh và quyện với cháo, cảm giác người ta ăn rất là mát và rất là ấm trong ruột. Vậy thì chúng ta cần những nguyên liệu nào để chế biến nên cái món lẩu này hả anh? Thật ra là cũng đơn giản thôi. Thì món cá này thì chúng ta phải chọn những con cá đồng. Vừa là cá có một chút màu vàng, không được màu đen như ở cá ở ngoài bán. Đâu cháo ấy thì chúng ta đấy là lấy đấy cháo hoa. Cháo hoa thì khi mà đun linh cháo lên thì chúng ta vớt bỏ cháo ra và dùng hành phi lên để cho nước dùng một ít nước dùng vào để lấy cháo đổ vào. Chúng ta hòa quyện lên lấy một ít nước mắm và mì chính, đường và hạt nêm để tạo lên cái vị vừa đủ ăn của món cháo cá này. Với cái nguyên liệu chính là cá quả ấy ạ, thì anh có thể nói rõ hơn một chút làm sao để chúng ta chọn được một con cá quả ngon phù hợp cho ăn với món lẩu cháo này, và đặc biệt là chọn được cá quả, tức là cá quả tự nhiên đồng quê chứ không phải là cá gỡ nuôi ạ? Thì cái này thì cũng là cái nhiều người cũng có thể phát hiện ra và nhiều người không phát hiện ra, nhưng trong nghề của mình ấy thì một con cá quả đồng và ta ấy thì nó có một cái chiều dài hơn con cá rồi nuôi, rồi người nó lúc nào thô ráp hơn và cái vảy nó là to hơn, mà đầu nó sẽ cứng hơn và dài hơn, đuôi nó vẫn dài hơn. Thì chúng ta nên chọn như thế. Với con cá quả mà để nấu trong cái món lẩu này, chúng ta nên chọn cái trọng lượng của nó thì bao nhiêu là ngon nhất, là phù hợp nhất ạ? Cái con cá quả ấy thì để ăn lẩu cháo này chúng ta chọn con tầm 1,4 cân đến 1,5 cân. Thì lúc đấy ấy, cái xương nó cũng vừa phải, không được cứng quá, và thịt nó lúc đấy nó vừa tầm, nó không bị già quá mà nó sẽ sắc thịt, và ăn lúc đấy nó tầm như thế nó sẽ ngọt. Vâng, anh vừa nói đến hai nguyên liệu chính của chúng ta là cháo và cá quả rồi, thì không biết là những cái loại rau ăn kèm cho cái món lẩu cháo này thì có gì đặc biệt hay không ạ? Rau ăn kèm có thể đi đúng của nó, ví dụ như là cái cải xanh chúng ta là cái vị nó hơi đắng, nhưng mà khi vào cháo ấy nó quyện với cháo rất là ngọt và thơm. Khi lấm vào ấy thì là bây giờ là nếu là nhiều người thích ăn lấm, thế thành ra là cái lấm vào đây nó tạo phai ra một chút mùi lấm vào hương vị của cháo, thành ra nó tạo một cái mùi riêng đặc trưng cho món lẩu cháo cá quả. Vậy thì cụ thể các cái bước để chúng ta làm nên một món lẩu cháo này thì sẽ như thế nào? Từ sơ chế cá, từ nấu cháo hay làm rau như thế nào? Khi chúng ta làm con cá thì chúng ta đánh sạch vảy và lấy muối với giấm bóp sạch đi cho hết nhớt. Chúng ta ấy, lọc con cá làm đôi, đầu bổ làm đôi và thái lát từng miếng một, vừa ăn có nghĩa là tầm độ 3 cm.
để cho làm sao vừa miếng khi mà thả vào thì nó miếng cá nó ở ngoài ấy thì nó không chín quá mà ở trong nó sẽ vừa tới để ăn có cảm giác nó ngọt và dai của cá tự nhiên. Cá quả này cũng khá là tanh, thì không biết là trong cái bước sơ chế chúng ta làm cách nào để hạn chế được cái mùi tanh của nó ấy? Thật ra là cá thì người ta bảo từ trước nay rồi lúc nào cũng có mùi tanh, nhưng ấy mình lúc bước sơ chế của mình là mình phải dùng giấm với cả muối chát xà sạch đi và lấy một tí rượu gừng tẩy đi là nó sẽ vẫn còn một ít nhưng mà cũng gần như là 90% là hết. Vậy thì bước tiếp theo của cháo này thì chúng ta sẽ như thế nào? Cháo thì gạo thì phải linh trước, linh làm sao cho nó dư nhuyễn ra, và khi mình nhuyễn rồi ấy thì mình sẽ phi hành này, hành phi này, và hành phi thơm lên nhiều một chút, và phi thơm lên khi mà bắt đầu hành phi thơm rồi chúng ta cho cháo vào cùng với cả một muối nước dùng ở trước cho nó đều ra đã, rồi mình khi mình cho vào lửa nồi lẩu để cho làm sao mà vừa một nồi lẩu của mình để vừa đủ ăn, và cái cháo là không được đặc quá, không được loãng quá để khi vào miếng cá thả vào thì nó sẽ được quyện vào cái cháo, thì mình ăn vừa như thế thì nó mới có một vị thơm của nó. Trong cái chế biến món lẩu cháo cá quả này thì chúng ta có phải lưu ý gì không ạ? Và những ai mà nên ăn hay là không nên ăn món ăn này? Thật ra là chúng ta phải lưu ý là phi hành thứ nhất là không được cháy quá vì vào này nó sẽ mất vị thơm. Và nhất là cháo không được đặc quá mà cũng không được loãng quá, phải vừa tầm, hơi xanh sánh của hạt gạo. Khi mà thật ra là cái cá này thì ai cũng có thể ăn được vì nó rất là lành. Với cả cùng với cả cháo này thì nó mùa đông thật là rất là ấm cúng. Có thể thấy, các nguyên liệu cũng như cách chế biến lẩu cháo cá quả không hề phức tạp. Tuy nhiên, đây lại là món ăn lạ miệng và có giá trị dinh dưỡng cao. Bởi cá quả vốn là loại thực phẩm có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Từ lâu, cá quả là loại cá được mọi người ưa thích và được chọn là món ăn phòng chữa bệnh nan y như tim mạch, ung thư, vì ít mỡ, nhiều chất khoáng và vitamin. Đặc biệt, cá quả đen là một trong những món ăn dưỡng sinh khử gốc tự do, vì chúng có tác dụng chống oxy hóa, chống lão hóa, chống ung thư. Theo Viện Dinh dưỡng, trong 100 g thịt cá quả có 18,2% protein,
2,7% lipid, canxi 90%. Phốt pho 240%, sắt 2,2mg% và một số chất khác. Cứ 100g thịt cá cung cấp 100 calo. Trong khi đó, theo đông y, cá quả có vị ngọt, tính bình, không độc, vào tỳ, vị và thận. Tác dụng kiện tỳ, lợi thủy, khứ ứ sinh tân, tiêu viêm, khu phong thanh nhiệt. Bổ khí huyết, gân xương, trừ đàm, dùng tốt cho những trường hợp bị các bệnh về phổi. Chữa phụ nữ ít sữa, bồi bổ cho người mới khỏi bệnh vì dễ hấp thu. Cá quả là một loại cá lành tính, nếu mà theo dinh dưỡng, nó lành tính, nghĩa là ăn tốt cho cơ thể. Cá quả thì có rất nhiều các loại tên khác nhau, ví dụ như là cá lóc, ở trong miền Nam thì người ta gọi là cá lóc, có rất là nhiều tên. Đây là một loại cá gần như là ít xương răng, cho nên là rất tốt cho trẻ nhỏ cũng có thể sử dụng được cái loại này. Về thành phần dinh dưỡng ấy, thì cá quả nó có một số các cái chất dinh dưỡng, đặc biệt là đạm, tức là chất protein, thì nó cũng có tới 18,2%. Tất nhiên nó thua so với các loại thịt thường là trên 20%. Thế cá quả thì nó chỉ có khoảng độ 18,2%. Lipid thấp 2,7%, và lipid của nó thường là lipid tốt, nó không phải các axit béo no. Một cái nữa là canxi 90%, 90mg, phốt pho 240g, đây là một cái tỷ lệ canxi và phốt pho khá cao, và lượng sắt của nó cũng đạt tới là 2,2mg%. Như vậy đấy là toàn bộ các cái chất dinh dưỡng có nhiều trong cá quả, ngoài ra nó còn có các cái vitamin và có các cái chất khoáng khác. Với những tác dụng trên, các món ăn từ cá quả rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên hiện nay trên thị trường, các loại cá quả nuôi sử dụng các chất tăng trưởng được bày bán rất phổ biến. Vì thế, để lựa chọn được cá quả tự nhiên, thơm ngon và giàu dinh dưỡng, các bà nội trợ cần lưu ý.